Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình rồi. Ngày nay lại tiếp tục lên sàn cho các bạn những con shikra nhà mình đang còn nha các bạn nha. Mình thấy nhiều bạn khi không thấy mình lên clip này lại không biết. Đấy thì mình mới làm lại cái cầu cho chim nó đậu với các bạn. Đấy, ở bên sau đó là cái AV của mình ấy. Yeah. Cái cầu này mình mới làm để cho ăn, cho nó tự ăn thì các bạn. Mình sẽ bỏ mồi cho nó tự ăn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ và mình chiếu cho các bạn coi, cũng như là cho các bạn xem những cái con shikra của nhà mình nhá. Ok, các bạn thấy không? Đây là mấy con shikra của nhà mình còn lại đấy các bạn nhá. Có cả buổi non cũng như là buổi mùa nhá. Trống mái đều có đầy đủ nhá các bạn nhá. Đấy, cái con này nó là con xì mái, nông lá cực kỳ đẹp nha các bạn nhá. Đấy, nó đã tự mổ nó ăn này các bạn. Đấy, con này là con xì, nó mới về hôm qua mà mình mới bẫy đi hôm qua, mà đến ngày hôm nay thì mình vất mồi nó cũng ăn hết rồi các bạn thấy không? Đấy. Nó xé nó ăn này các bạn, còn mỗi xương không này. Ở trong này còn hai con si nha các bạn nhá. Đấy, hai con si này thì nó cũng đứng cầu ăn hết rồi các bạn. Mình làm cái cầu này thì nó sẽ đứng được ở trên cầu, và mình bỏ mồi thì nó sẽ tự ăn được nha các bạn nhá. Đấy, thì mình đỡ phải đút đấy các bạn. Đấy, chim cực kỳ đẹp luôn. Thấy không? Đây là con xì mái này. Xì mái mùa thứ hai các bạn. Đây là xì trống nhá. Trống thì mắt nó đỏ, còn mái thì mắt nó vàng. Con này là con xì trống bổi non đấy các bạn. Mình vứt mồi cho nó mà nó chưa chịu ăn. Đấy, con này thì bây giờ thì mình sẽ đút cho nó ăn nha các bạn nhá. Con nào nó tự ăn thì mình sẽ không đút nữa. Mà con nào mà nó không tự ăn thì mình sẽ đút. Như cái con mái này các bạn. Là con mái thì hôm qua, chiều tối hôm qua nó mới chịu ăn đấy. Mình vứt mồi cho nó 2 ngày mà nó không thèm ăn luôn. Thì khi mà sang ngày thứ 3, cuối ngày thứ 2 nó đói quá là nó cũng phải ăn thôi các bạn. Đấy, còn con trống này thì ăn rất là ok rồi nha các bạn nhé. Chưa? Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt con xì trống mình cho nó ăn cho bạn coi. Chứ mình để sợ nó ngày hôm qua nó không chịu ăn, đến ngày hôm nay mà nó không ăn nữa thì sợ mai nó yếu các bạn nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho nó ăn cho các bạn coi. Ok các bạn, đây là con xì trống bổi non các bạn. Con này thì nó về sáng qua mình bẫy được các bạn, mà đến chiều mình vứt mồi thì nó không ăn. Đấy, sáng đến trưa hôm nay thì mình cho mồi tiếp mà nó vẫn chưa ăn các bạn, thì mình sợ con chim nó yếu cho nên là mình sẽ đút cho nó 1-2 ngày đầu các bạn nhá. Những con nào mà tự ăn thì mình thôi, còn những con nào mà nó về mà nó thấy mồi, những cái con bên cạnh nó ăn mà nó vẫn không ăn đi các bạn, thì chúng ta nên đút cho nó một tí. Đấy, đút cho nó một tí để nó lấy những thực phẩm để cho nó ấy các bạn, để cho nó khỏe nha các bạn nhá. Một sau 2-3 ngày thì nó sẽ quen rồi, nó sẽ ấy thôi. Sau 2-3 ngày nó quen thì nó sẽ mổ nó ăn đấy các bạn, tự ăn thôi. Cái con bổi non này thì cho ăn thì nó dễ không hả các bạn. Cái điều là mình đi làm với lại đi bẫy chim với các bạn, không có thời gian để đút cho nó. Mỗi thứ đi buổi tối nghỉ ngơi thì lại tập chim với lại đút cho chim ăn thì nó vất vả quá các bạn. Thế là mình thiết kế một cái cầu mới để cho nó tự ăn đi các bạn. Tự ăn thì mình sẽ nhàn hơn rất là nhiều luôn, bởi vì cho 4-5-6 con chim nó ăn đi các bạn thì sẽ mất khá là nhiều thời gian các bạn, mất phải tiếng hơn tiếng buổi tối đấy. Cái đó thì mình cắt thịt chim cút ra để cho mỗi con một miếng để nó tự ăn. Đấy, con nào mà nó không ăn thì mình sẽ đút đấy các bạn. Nhưng con này thì nó chưa ăn lần nào cho nên là mình sẽ đút cho nó ăn để nó biết là cái thịt này ăn ngon. Lần sau thì nó gặp thì cứ vậy nó ăn thôi. Chim thì nó cũng rẻ thôi các bạn, 300 hơn 300 một con. Đấy, mùa này thì chỉ có mình đi bẫy được shikra thôi các bạn, bởi vì mùa này rất là khó bẫy luôn. Khi đi cả ngày được con hoặc là không được con nào các bạn. tốn rất là nhiều thời gian và chi phí sang cộ ấy các bạn. Rồi thức ăn cho chim, mua chim cút về cho nó ăn. Đấy, con này ăn rất là ok nha các bạn nhé. Vậy mà vẫn mồi để chưa chịu ăn. Này chắc thì mai vẫn mồi là nó ăn thôi. Thiên này mình băm vẫn hơi chưa được nhuyễn lắm cho nên là nó ăn nó khó các bạn. Bán chim rẻ rất là khó các bạn nhé. Đa phần trẻ em mà con nít nó hỏi thôi, nó không như kiểu dòng Ấn hay Pet Sai các bạn, toàn những người họ biết chơi rồi cho nên là họ mua thì họ rất là nhanh. Điện phát là họ thấy nên mình lên clip cái là họ điện, cái là họ chốt kèo và chuyển khoản luôn đấy các bạn. Chỉ trong vòng tiếng 2 tiếng là người ta đã chốt kèo và chuyển khoản rồi. Để gặp mấy em học sinh thì họ kiểu họ hứa với lại họ hẹn đi các bạn, hỏi chán chê rồi bắt đầu bảo thôi tuần sau hoặc tháng sau em mới mua được, và mãi sau thì lại không có số tài khoản này, không biết chuyển khoản, rồi lại không biết đi nhận chim, rồi đòi ship về, dùng shipper ship về tới nhà các bạn. Cái đấy thì chịu rồi. Shipper thì chỉ ship các cái hàng kia thôi, chứ còn về hàng động vật sống thì không có ai gửi shipper hết. Con này mổ ăn rất là ngon nhá, mình cho nó ăn non luôn. Đói đi các bạn. Đói mà vậy mà vớt thịt đấy ngon vậy mà không chịu ăn. Thích đút. Thì mình vẫn gửi được tất cả các xe, các nơi mà có xe đi qua các bạn. Cái này ăn rất là dễ ăn nhé. Cầm một tí và đút nó đã mộc nó ăn này. Mình có cả trống cả mái nha bạn nhé, bổi non có cả trống cả mái. Được rồi, bắn một miếng đi đâu thì cũng biết. Các bạn thấy điều không? Ăn một tí mà diều to, rất là to luôn. Này mình cho nó uống ít nước đấy các bạn. Các bạn nhé. Rồi, ok, điện thoại mình để trên trong màn hình các bạn, dưới góc màn hình đây. Bạn nào mà cần chim thì cứ liên hệ mình qua số Zalo đó các bạn nhé, hoặc là điện cho mình. Thì điện thoại thì mình cũng ít khi cầm điện thoại các bạn, tại đi làm đi phải chim suốt cho nên là các bạn cứ nhắn tin cho mình nhé. Lúc nào mình về thì mình sẽ trả lời các bạn sau. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.